Xin chào anh chị và tất cả các bạn đã đến với Base Academy. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị thực hiện thao tác quên chấm công. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào chấm công. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần phê duyệt. Tại mục phê duyệt này thì chúng ta sẽ gửi một cái đề xuất quên chấm công bằng cách đưa con trỏ xuống dấu cộng ở góc phải phía dưới. Và anh chị sẽ chọn cái client ở đây. Anh chị sẽ chọn client là quên check in check out. Thời gian tôi quên chấm là 18:56, tôi confirm. Sau đó thì tôi sẽ ghi chú là về vội quên chấm chẳng hạn. Ví dụ như thế. Và nếu mà tôi có những hình ảnh để chứng minh thì tôi có thể đính kèm tên đính kèm vào đây. Sau đó thì tôi sẽ ấn nút tạo lên trên này. Người trưởng bộ phận hoặc là bộ phận nhân sự sẽ nhận được thông báo và có thể duyệt chấm công này cho các anh chị. Nên chúng ta sẽ chọn tất cả. Thì ở đây người quản lý của cửa hàng hoặc là người quản lý nhân sự sẽ thấy được cái chấm công chờ duyệt này. Khi người quản lý click vào cái đề xuất này thì người quản lý sẽ thấy là Võ Thành Luân đang yêu cầu chấm công lúc 8:56 ngày 30/11/2021. Đó là một cái log check-in vào ngày hôm qua. Và nếu mà người quản lý đồng ý cho cái log check-in này, họ chỉ cần đưa con trỏ xuống dưới nút chấp thuận và đồng ý là được. Còn nếu mà họ thấy rằng là nhân viên này thực tế là không có đi làm thì họ có thể ấn nút từ chối. Anh chị lưu ý rằng là chức năng này sẽ phục vụ cho hoạt động là quên chấm công và có thể bổ sung log chấm công nếu mà mình quên chấm. Tuy nhiên thì cái việc quên chấm công cũng sẽ có giới hạn trong một tháng. Nên là dù gì anh chị cũng hãy chú ý là mỗi ngày mình đi làm mình nên thực hiện thao tác check-in ở đây. Và nếu mà anh chị sợ mình quên chấm công thì anh chị có thể ấn nút trở lại ở ngoài tại avatar của mình. Anh chị lưu ý là hãy bật thông báo là nhắc nhở chấm công cho tôi mỗi ngày, tránh việc chúng ta phải gửi cái đề xuất quên chấm công như vừa rồi. Và đó là hướng dẫn về thao tác quên chấm công và mở chuông nhắc nhở chấm công. Nếu có thắc mắc trong quá trình tìm hiểu, anh chị có thể trao đổi trực tiếp với bộ phận nhân sự, với người quản lý trực tiếp của mình hoặc là đặt câu hỏi với đội hỗ trợ trực tuyến trên phần mềm. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.